Hôm nay là 26 tháng 12 thì còn cũng rất là ít cây linh sam. Cái lô 350 này là còn khoảng 3, 6, 7 cây ha. Thì cây đầu tiên giá 350 là cây số 29. Đây, xây vòng vòng giùm. Cái có cái chai nước suối nha anh chị mình. Rồi xây vòng. 39 giá 350, cây số 29 giá 250. Ý xin xin lỗi anh chị mình, giá 350 ngàn nha. Rồi. Rồi qua. Lô cây này đồng giá 350 nha anh chị mình. 1 tâm 56. Cái gốc đó thì xíu nó ngồi ngồi xuống cái vịn cái gốc cũng được. Đó. Chiều cao của cái thùng thì anh chị mình thấy cái thùng cao là 60 xăng ha, từ gạch gạch á thì cũng tương đương ha. Quay như gì? Rồi quay vòng vòng giùm anh. Đó, xoay vòng vòng. Rồi cho qua luôn 1 tâm 56. Thì phí ship một cây là 50 ngàn nha anh chị mình, có khi nó ăn hơn nữa nhưng mà mình tính đồng giá ha. 1 3 4. Rồi xoay vòng vòng giùm. Cây cũng to ha. Rồi. Số 47 thì đầu tiên anh chị mình coi cái tổng thể giùm em cái, rồi sau khi coi tổng thể xong là mình coi cái phần đế. Đây, rồi xây đế. Số 47. Đó. Đó. Rồi cho qua luôn. Số 97. Rồi xây. À. Rồi cho qua. Số này đẹp nè, 60. Tuyệt vời ông bà tời luôn. Rồi xây. Cái này đẹp. Cái này đúng ra là 4 tâm á nhưng bán 3 tâm rưỡi thôi. Không, quá đẹp tuyệt vời luôn nè các bạn. Rồi còn hai cây nữa nha anh chị mình ha. 99. Rồi xoay. Đó. Rồi ok. Rồi cây 46. Rồi xoay. Rồi giá 350 cái lô này ha. Anh chị mình mua thì nhớ số giùm em qua cái lô 300 ngàn. Rồi 300 ngàn thì cũng không thua kém ha. Cây nào cũng được. Mình cũng chịu khó mình quay từ từ cho anh chị mình, tại vì nhiều quá người ta không biết đường lựa. Rồi xây giùm. Cây này đế đẹp ha. 300 ngàn nha, 168 nha. Rồi anh chị mình yêu thích cây nào thì mình cứ ghi vô và điện cho mình ha. Hoặc là nhắn tin. Nhắn tin mình gọi nha, ưu tiên cho anh chị mình gọi, tại vì một số bạn nói là nghe điện thoại không có nghe được thì sao mà nhận hàng được. Đây, 94. Xoay. À, mình quay xa nè. Ban ngày thì mình quay xa được, còn những tối mình quay xa không được. Tối phải gọi đèn cho nên quay sáng được. Rồi cho qua 94 luôn. Giá 3 tâm. Đây còn nhiều lắm. Nên mình quay, mình đưa vô cái thùng cho nó dễ coi ha. Rồi 27. Nè. Trời cây này sao bự dữ ạ. À? 27 nha, giá 3 tâm nha. Anh chị mình thấy em quay có cực thì thấy mua mua ủng hộ em nha. Cây này đẹp nè, 27 đây. Đó. Tuyệt vời luôn. 89. Cũng 300 ngàn, cây này có hai thân ha. 89. Wow. Rồi. Rồi, cây 50, 300.
ngồi xe giùm đẹp thiệt, thấy không? Đó, 50. Con số bạn nói là quay Vũ quay ngay góc không mà không có thấy tàn, nhưng mà tại cái độ cao nó khoảng nữa 60 đó. Cái thùng này dài 60 xăng nha, cây 64 đây, cây đẹp như vậy mà 300 luôn. Rồi cái lô 300 này còn 5 cây nữa, 5 cây nữa, 5 cây nữa thôi, không có còn nhiều đâu. 137 rồi, xây 137 rồi, qua luôn. Linh Sam Sông Hinh nha anh chị mình, số 28 rồi, xây rồi, vô qua còn 3 cây nữa, đẹp đẹp không à. Cái cây mẫu 50 này đẹp nè. Cây này là giá 300 ngàn nha. Hoành đế vậy thôi chứ. Đó. Rồi. 150. Tiếp theo. Cây số mấy đây? 100. Rồi quay. Đó. 100. Cây tiếp theo là cây số 177. Xin lỗi anh chị mình, 117. Quay. Em vừa nghe điện thoại cái nó chóng ha. Rồi 117 quá đẹp. Rồi, đứng đứng ngọn ha. Rồi cái lô 300 ngàn đã hết. Mà anh chị mình qua cái lô 2 xị. 250 chứ. 250 nha. 250 còn hơi nhiều ha. Lô 250 cũng đẹp. Không thua kém phần nào nhưng mà rồi cho lên lô 250. Ai là ai? Rồi xây 161. Rồi 250 ngàn, bự chảng luôn, ngon lành cành đào. 125. Rồi. Rồi, lát lấy cái thùng mình xây này dám dễ hơn nha bạn ơi. Người ta cũng coi hết rồi. Quay tại chỗ đi. Xây nắm xây. Nắm không khỏi được. Nắm cái mục mà. Cây 173 nè, rồi xây vòng vòng giùm anh. Giá là 250 nha. Đó. Rồi vậy lụm. Anh nắm cái cây nào, 159 to nha, cây này to ha. Mình xây là mình coi đế á, còn mình phóng xa ra là anh chị mình coi thân đó. Rồi tiếp theo cây 61 nha, rồi xây giùm nó vậy cho nó lẹ. Trời ơi nãy giờ khổ thân không. Rồi cây này là 128 nha, rồi xây đi. Đó, quay vậy người ta nhìn ta biết à. Rồi xong hình nha, khỏi để đó anh phóng gần phóng xa. Cây 17 rồi quay giùm đi. Sau đấy 250 cây anh chị mình ơi, bứng. Rồi cây rất là khỏe mạnh, nhận hàng trả tiền, không có khỏi chuyển khoản. 142 nha. Đây. 142, 250 cây đồng giá. Rồi. Cây này bự ha, 136, cành ná luôn, lấy cái tay bóp thử ở dưới gốc à. Nè. Bóp ở ngoài, bóp vô, ở trong bóp vô. Đó vậy đó, nó không. Rồi, 136. Quay giùm. Cây này đẹp, đế cũng khá nha. Cây bự là đế nó ít khi nào nó đều hơn cây nhỏ lắm. 250 cây à. 65, cây này siêu bông nè. 65. Rồi.
Hết chưa? 75. 250 cây. Quá rẻ. Tiếp theo. Đây cái số số bạn 43, người ta không biết cây nào còn cây nào không, phải không? Bữa nay là ngày 26 tháng 12 nha, 43 là cây này bự chán luôn á. Sao đẹp quá. Rồi. Đứng bên kia xây cũng được. Rồi bên kia anh quay. 53. Rồi quay. Rồi. Số mấy đây? 58. Thích cây nào cứ lấy cái nấy. Không mua thì thôi. Không mua mình nuôi. Cây số 5 này đẹp nè, em thích cây này số 5 này. Đế nó rồi quấy, quấy. Thấy không? 250. Rồi, số 7. Số 7 này lát vô sơ dừa lại. Quay. Rồi. Ôi, chiếc đụng máy rồi. Đúng rồi. Dạ. Yeah. 158. Rồi xây đi. Rồi. Số máy này 162. Rồi quay. Đẹp nha. Số 2 này có thể bán lẻ đó. Rồi. Số bạn nhận hàng cái gọi là quay lại mua hết luôn à. 164. Do người ta chưa nhận hàng, người ta chưa biết cái cây nó như thế nào, không dám mua. Rồi. Tiếp luôn. Còn 3 cây nữa hả? 19. Rồi quay. Lấy cái tài nắm lên góc 250 nó bự cỡ nào, nó thấy không? Cách xì lô luôn. Rồi, còn 2 cây nè, đây, đây. 102, cái này siêu bông nè. Cái này em nấu hoài cây này. Thế đẹp. 250 một cây này không ai để ý ta. Nè. Ngày mai không bán được, ngày mai đem đi cây này tầm. Rồi. Cây 24 hả? Rồi, 24 xây. Rồi máy chạy tắt hả? Rồi, lô này là 250 cây nha. Linh xanh này ngày mai nữa bán chừng 20 cây nữa là chắc cũng không còn nhiều rồi. Lô này 200.000 cây nè. Có ông bạn kêu lựa một cốt gì cho ảnh. Mình nghĩ qua ha. Rồi xây giùm đi. Hàng đầu rồi tới hàng sau vậy đó. 43. Đó, 43 không? Nó cao lắm, nguyên luôn này rồi. À, 151. Nó quay số, quay số coi số mấy. 155 nha anh chị mình ha. 155. Rồi. 167. Đang cầm là 167. Đó. Rồi tới tiếp theo 151 đây. 151 nè. Rồi. Số 34. Tiếp theo 34. Được rồi, để đó quay được rồi. Khỏi. À. Rồi 34. Một, năm, ba. 200.000 nha. Lô này lô 200.000 nha. Rồi. 56. Tiếp theo. Đây, 56. Rồi, 56. Ok. 120. Xíu nữa mình chụp hình từ cây luôn. Rồi, 120. Đẹp, tuyệt vời luôn. Mấy này là coi 200.000 là lửa làm bụi gừng ngon lắm. 163. Đó. Người ta yêu cầu quay xa cho người ta. Rồi. Số 4 quá. Số 4. Rồi số 4.
Thế đẹp nè. Rồi. Hàng bên kia luôn, để bên đó quay luôn. Thấy không? Thấy. Số mấy đây? 27 hả? Rồi quay. Một hai bảy nha. Rồi 127. Tiếp theo số 44. Rồi để em khá nha. Rồi 14 hai trăm nha anh chị mình ha, quá rẻ. Rồi 119, bữa nay nó quay là dám hết rồi, quay vòng luôn. Rồi 19 đều quá chứ không phải đều đâu, tại góc quay nó dở quá. Đây 111, ba số 1. Rồi qua đây quay cho dễ hơn. 124, 200. Rồi còn ba cây nữa, ba cây cuối cùng. 32. Rồi 67 ha. Rồi 67. Rồi ok, còn cây nữa. Mời anh chị mình coi video mới nhất là ngày hôm nay nha. 123 cũng 200.000, đâu cầm thử coi, nãy giờ không có cầm. Thì cũng khá to ha. Rồi. Thì cái lô này là 200.000. Cái lô này là 250. Cái tiếp là 300.000, 350. Thì đại gia đình mình mua thì coi cái video mới nhất ngày hôm nay thì nó cũng không còn bao nhiêu cây. 36, 350 là còn 36, 8 cây thôi. Anh chị mình mua thì tranh thủ ha. Tranh thủ. Cái này cái gì ạ? Vô bầu. À, vô bầu. Rồi, ok. Số điện thoại của em là 0987 557 550.